Xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay xin chia sẻ đến quý cô chú và anh chị một căn nhà ở khu vực Ngũ Hành Sơn. Thì ngôi nhà này có một điểm rất là đặc biệt bởi vì nó có tới 8 phòng nhưng giá cả thì phù hợp. Cùng theo chân mình nha. Đây là ngôi nhà cách biển non nước 3 phút với 8 phòng ngủ, đường rộng rãi 7m5 với nội thất cao cấp. Chủ rất là thiện chí và ban đầu thì giá cao hơn, bây giờ chủ đã đồng ý giảm hơn 500 triệu và giá chỉ còn hơn 7 tỷ thôi. Nếu mà cô chú anh chị đang cần tìm kiếm một ngôi nhà phố gần biển và khu văn minh lịch sử có đầy đủ tất cả các tiện ích thì đây chính là cái căn nhà mà anh chị nên cân nhắc tìm hiểu. Đặc điểm của căn hộ là bao gồm 8 phòng ngủ, 9 nhà vệ sinh với sổ hồng đầy đủ, ngang 5x20 và có 100m đất cũng như 450m sàn, nội thất đầy đủ, sổ pháp lý đầy đủ luôn, có thang máy, cách chợ non nước chỉ 5 phút và cách bãi biển non nước chỉ 3 phút thôi. Đặc biệt rất là gần các cái trường đại học ở Đà Nẵng. Ở đây thì đi ra Meria Resort chỉ 3 phút thôi và cách sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ là 15 phút. Với tiện ích đa dạng như vậy thì đây là một trong những cái nhà phố mình đánh giá là sẽ phù hợp với rất nhiều đối tượng anh chị khách hàng, đặc biệt là để ở hay là làm văn phòng. Thì nếu mà anh chị quan tâm những cái nhà mà với cái mức giá trung bình như thế này thì mình ngần ngại liên hệ số điện thoại ở trên nha.